Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Trong video lần này, Team Nhà Đẹp Channel sẽ cùng quý vị tham quan thị xã Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Từ Sơn là một trong hai đô thị lớn nhất tỉnh Bắc Ninh và đang được đề xuất trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Ngày 29 tháng 3 năm 2021, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết đã gửi tờ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét tán thành chủ trương thành lập thành phố Từ Sơn. Ủy ban Nhân dân Từ Sơn đặt mục tiêu huy động gần 1.400 tỷ đồng trong giai đoạn từ 2021 đến 2025 để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, đô thị với hàng chục dự án trong địa bàn. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa theo hướng ứng dụng công nghệ, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng thành phố Từ Sơn mang nét đặc thù văn hóa Kinh Bắc, hiện đại và phát triển bền vững. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn thành khảo sát cho thấy Từ Sơn đạt cả 5 tiêu chuẩn để trở thành thành phố. Quy mô dân số trên 200.000 người, theo quy định là 150.000 người trở lên, có 12 trên 12 đơn vị cấp phường, vượt 2 đơn vị theo quy định, xếp hạng đô thị loại 3, có cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế đạt chỉ tiêu và người dân đồng thuận với tỷ lệ 91-99%. Từ Sơn nằm trên hành lang kết nối 6 phân khu đô thị là Bắc Ninh, Tiên Du, Từ Sơn, Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành và giữ vai trò kết nối giữa đô thị Bắc Ninh với thủ đô Hà Nội. Cùng với đó, thị xã Từ Sơn còn nằm trên hành lang kinh tế lớn là Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh thông qua những tuyến giao thông huyết mạch là cầu nối giữa Hà Nội đi các tỉnh thông qua quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Năm 2020, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã được duy trì và phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách đạt trên 2.400 tỷ đồng, vượt kế hoạch 16,8% và tăng 59,1% so với cùng kỳ. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 99.400 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ đạt trên 14.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 175,5 triệu đồng, tăng 1,2% so với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh với 0,76%. Năm 2021, thị xã tập trung đẩy mạnh phát triển toàn diện ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng phát triển bền vững. Triển khai thực hiện đề án xây dựng thị xã Từ Sơn thành thành phố trực thuộc tỉnh, phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tăng từ 5,5 đến 6% so với năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 104.051 tỷ đồng, tăng 4,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 771,4 tỷ đồng. Thị xã Từ Sơn nằm ở phía tây của tỉnh Bắc Ninh, cách thành phố Bắc Ninh 12 km, cách thủ đô Hà Nội 18 km. Phía đông giáp với huyện Tiên Du, phía tây giáp với huyện Đông Anh, phía nam giáp với huyện Gia Lâm của thành phố Hà Nội và phía bắc giáp với huyện Yên Phong. Từ Sơn là thị xã nằm ở giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Ninh và cũng là một trong hai trung tâm của trấn Kinh Bắc xưa, có diện tích là 61,33 km2. Theo thống kê năm 2020, tổng dân số của thị xã Từ Sơn là 202.874 người, mật độ dân số là 3.322 người trên 1 km2, là nơi có mật độ dân số cao nhất tỉnh, cao gấp 2 lần mật độ dân số trung bình của vùng đồng bằng sông Hồng, cao gấp 1,8 lần mật độ dân số của thành phố Hải Phòng và cao gấp 1,2 lần mật độ dân số của thành phố Hà Nội. Thị xã Từ Sơn có 12 phường trực thuộc và là một trong hai thị xã duy nhất tại Việt Nam chỉ có phường, không có xã trực thuộc, cùng với thị xã Cửa Lò của tỉnh Nghệ An. Về lịch sử, huyện Từ Sơn có từ thời Trần. Năm 1962, sau khi tỉnh Bắc Ninh hợp nhất với tỉnh Bắc Giang thành tỉnh Hà Bắc, huyện Từ Sơn cũng hợp nhất với huyện Tiên Du thành huyện Tiên Sơn. Năm 1999, 3 năm sau khi tái lập tỉnh Bắc Ninh, huyện Từ Sơn cũng được tái lập, gồm 10 xã và 1 thị trấn. Năm 2007, thị trấn Từ Sơn được công nhận là đô thị loại 4. Năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 01, Nghị định Chính phủ. Theo đó thành lập thị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Từ Sơn. Năm 2018, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1293 về việc công nhận thị xã Từ Sơn là đô thị loại 3, trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Về kinh tế xã hội, Từ Sơn là đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội và là một trong hai trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục của tỉnh Bắc Ninh, chỉ đứng sau thành phố Bắc Ninh. Từ Sơn là một đô thị công nghiệp với nhiều khu công nghiệp, nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng. Trong đó có khu công nghiệp Tiên Sơn, khu công nghiệp V-Ship, khu công nghiệp Đình Bảng, cụm công nghiệp Tân Hồng, làng nghề gỗ Đồng Kỵ, làng nghề gỗ Phù Khê và làng nghề sắt Đà Hội. Trên địa bàn thị xã Từ Sơn đã và đang hình thành một số khu đô thị mới như khu đô thị Hanaka Paris Ocean Park, khu đô thị Bell Home V-Ship, khu đô thị Đà Bà Cô, phường Đình Bảng, khu đô thị Phù Khê và rất nhiều khu đô thị, khu dân cư khác.
Về giáo dục, các trường trung học phổ thông như trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ, trường trung học phổ thông Từ Sơn, trung học phổ thông Ngô Gia Tự và trung học phổ thông Nguyễn Văn Cử. Các trường đại học cao đẳng như trường Đại học Thể dục Thể thao thành lập năm 1959, Đại học Kinh doanh Công nghệ cơ sở 2 tại phường Đình Bảng, Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà, Cao đẳng Thủy sản, Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp, Cao đẳng Đại Việt và Đại học Luật cơ sở 2 đang xây dựng tại phường Đồng Nguyên. Cùng với đó là Viện Nghiên cứu Da dày Bộ Công Thương cơ sở 2 tại phường Đồng Nguyên, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại phường Đình Bảng. Các doanh nhân nổi tiếng tại Từ Sơn như Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Thiền sư Vạn Hạnh, Lý Nhân Tông, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cử, Lý Thánh Tông và rất nhiều các doanh nhân nổi tiếng khác. Về danh thắng, Đền Đô và Thọ Lăng Thiên Đức, cụm di tích lăng mộ các vị vua triều đại thời Lý tại phường Đình Bảng là di tích cấp quốc gia đặc biệt, chùa Trăm Gian tại phường Tam Sơn và rất nhiều các danh thắng nổi tiếng khác. Đó là một số thông tin cơ bản về thị xã Từ Sơn. Nếu quý vị thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất. Sản phẩm này được thực hiện bởi Team Nhà Đẹp Channel. Đây là một thương hiệu trực thuộc website teamnhadep.net. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ như mua bán, ký gửi và tư vấn đầu tư bất động sản. Nếu quý vị quan tâm đến những dịch vụ nêu trên, có thể truy cập tại website teamnhadep.net hoặc liên hệ theo số điện thoại 0989 163 130. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.